Đài Loan muốn đưa tàu chiến ra Ba Bình. Đài Loan đang cân nhắc để tàu vũ trang của họ đóng thường trực trên một hòn đảo có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, hãng tin Anh quốc Reuters cho biết. Đảo Ituapa mà phía Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, còn Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, là hòn đảo duy nhất trên quần đảo Trường Sa đủ lớn để xây dựng một hải cảng. Đài Loan đang xây dựng một cảng như vậy trên hòn đảo họ đang nắm giữ mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền này. Theo chính quyền Đài Loan, thì hòn đảo hải cảng này sẽ cho phép chiến hạm và tàu hải giám nặng 3.000 tấn ra vào. Nó dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015. Các quan chức của lực lượng tuần duyên Đài Loan vốn được giao trách nhiệm quản lý đảo Ituapa và của Bộ Quốc phòng Đài Loan đều cho biết rằng hải cảng này sẽ trở thành căn cứ thường trực của tàu chiến. Hiện tại, quân đội Đài Loan có lực lượng đồn trú trên đảo này. Cả Đài Loan và Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông. Trong một thông cáo gửi cho Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng trước vụ việc này như sau: Đài Loan và Đại Lục đều là cùng một nước Trung Quốc. Những hoạt động của người dân Trung Quốc ở quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận bao gồm đảo Thái Bình là không có gì phải phê phán. Các phân tích gia nhận định rằng Bắc Kinh muốn đảo Ituapa vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan còn hơn là rơi vào tay những bên có tranh chấp khác vì mục tiêu sau cùng của họ vẫn là thu hồi Đài Loan. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã mô tả hành động này của Đài Loan là bất hợp pháp và không có cơ sở.